Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên kết trồng ngô sinh khối trên đất của Linh. Hiệu quả dịch vụ cung ứng máy nông nghiệp của các xã. Xây dựng tuyến đường thanh niên sáng xanh sạch đẹp, văn minh, an toàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, để phát huy tiềm năng thế mạnh cây chè hoa vàng, huyện Chợ Đồn phấn đấu giai đoạn 2023 đến năm 2026, toàn huyện sẽ trồng thêm được 30 hectare cây chè có giá trị này. Những diện tích này được trồng ở 3 xã Bình Trung, Nghĩa Tá và Đồng Thắng. Để mở rộng diện tích cây trồng này, Ủy ban Nhân dân huyện đang giao cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm và cơ chế hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhân rộng diện tích. Hiện nay, cây trà hoa vàng ở Chợ Đồn đang được trồng tại các xã phía Nam với diện tích vài hecta. Trên địa bàn huyện hiện có 2 hợp tác xã trồng và sản xuất trà hoa vàng, bước đầu mang lại hiệu quả, được thị trường đón nhận. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm bí xanh thơm địa phương, tỉnh Bắc Cạn đã khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia chuỗi cung ứng bí xanh thơm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 6 chuỗi cung ứng bí xanh thơm đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, huyện Ba Bể có các chuỗi tiêu biểu là chuỗi cung ứng bí xanh thơm, trà bí thơm của tác xã Yên Dương, trà bí thơm của tác xã Nhung Lũy, bí xanh thơm của tác xã Sang Hà, trà bí xanh thơm Ba Bể, trà túi lọc bí thơm Ba Bể của tổ hợp tác trồng và chế biến nông sản sạch hữu cơ, bí xanh thơm của hộ bà Đồng Thị Vọng. Huyện Bắc Nạm có chuỗi cung ứng trà bí đao của tác xã Giáo Hiệu. Các chuỗi cung ứng sản phẩm bí xanh thơm này đều được người dân canh tác theo quy trình an toàn, trong đó một phần diện tích được cấp chứng nhận Việt Gáp, chứng nhận hữu cơ PGS và đạt được ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm nay Hội Nông dân huyện Bắc Nạm đã phối hợp với Hợp tác xã Kiên Anh, Bắc Cạn triển khai trồng thử nghiệm mô hình ngô sinh khối tại thôn Bản Cảm, xã Cổ Linh với 27 hộ đăng ký thực hiện. Qua đánh giá, cây ngô sinh khối phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương nên phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân nguồn thu nhập khá từ cây trồng này. Là một trong những người đăng ký trồng ngô sinh khối với diện tích hơn 3.000 m2 giống ngô được sử dụng là NK7328. Anh Ma Văn Hòa, thôn Bạt Cảm cho biết cây ngô sinh khối rất hợp với đất trồng ở đây nên sinh trưởng tốt. Nếu ngô lấy hạt gần 5 tháng mới cho thu hoạch thì ngô sinh khối chỉ cần 3 tháng và đến kỳ thu hoạch thì hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đây là năm đầu tiên tôi trồng cái cây ngô sinh khối này, là thấy nó đạt chất lượng, rất ít công chăm sóc, đạt chất lượng rất nhiều. Nếu mà còn công ty mà cam kết thu mua thì tôi thấy nó rất đạt. Còn nếu mà xong vụ này thì công ty còn hỗ trợ được thì chúng tôi vẫn sẽ, gia đình tôi cũng sẽ trồng lại. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Hợp tác xã Kiên Anh triển khai trồng ngô sinh khối tại Bản Cảm với diện tích 4 hectare. Theo đó, các hộ dân sẽ được hỗ trợ về giống, phân bón từ dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ CSSP. Hội Nông dân huyện, Hợp tác xã Kiên Anh hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Hợp tác xã sẽ thu mua ngô sinh khối cho bà con với giá 850 đồng 1 kg. Qua kiểm tra, cây ngô sinh khối đạt năng suất từ 5,5 đến 6,5 tấn 1 hectare. Một năm có thể trồng được 3 vụ với thu nhập khoảng 126 triệu đồng 1 hectare. Giữa cây ngô sinh khối và bán ngô hạt thì chắc chắn là ngô sinh khối sẽ được nhiều tiền hơn, vì một quả bắp chúng ta bẻ ra để phơi khô quạt sạch và cân lên thì sẽ bán được ít hơn là một cây ngô sinh khối bán cả thân cả lá. Vì một cây ngô bán cả thân cả lá thì cân lên thì sẽ được nhiều tiền hơn. Cho nên là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chắc chắn là sẽ áp dụng cái cây ngô sinh khối sẽ hiệu quả kinh tế cao hơn. Sau khi triển khai thì bà con nhân dân trên thực hiện mô hình nắm bắt được kỹ thuật canh tác và chăm sóc dễ hơn. Với cái hiệu quả năng suất như vậy thì việc trồng cây ngô sinh khối thì sẽ tăng được thu nhập cho bà con cao hơn. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân xã Cổ Linh sẽ tổ chức tuyên truyền vận động
bà con nhân dân trên địa bàn mở rộng diện tích trồng cây ngô sinh khối. Với định hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại, thì việc thực hiện mô hình cây ngô sinh khối sẽ tạo thuận lợi cho quá trình chăn nuôi, đồng thời mở ra một hình thức sản xuất mới trong nông nghiệp của người dân Bắc Nậm. Hiện nay, một số hợp tác xã trong tỉnh đang chú trọng phát triển dịch vụ cung ứng sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó đã thu được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đơn cử như hợp tác xã Phi Đoàn với dịch vụ sản xuất lắp ráp, chế tạo, sửa chữa và cung ứng máy cày, máy bừa, máy bục củi, xe chở hàng nông sản cho người dân xã Tân Tú và các xã lân cận của huyện Bạch Thông. Hợp tác xã Thành Đạt với dịch vụ cày bừa, gặt lúa thuê bằng máy móc tiên tiến phục vụ người dân xã Nông Hạ và một số xã tại huyện Chợ Mới. Ngoài ra, một số hợp tác xã còn sản xuất kinh doanh các loại máy như máy xới đất, máy cắt cỏ, máy thái chuối, máy tẽ ngô, máy nghiền, máy trộn thức ăn để cung cấp cho thị trường với giá thành phải chăng, qua đó giảm được chi phí đầu vào cho người dân, đồng thời góp phần tăng doanh thu cho hợp tác xã từ 15 đến 20%. Năm nay, huyện Ari phân bổ trên 9 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng giáo dục tại các địa phương. Hiện nay, một số đơn vị trường học tại xã Dương Sơn, Văn Lang, Văn Vũ đang tu sửa xây mới một số phòng học, phòng chức năng, nhà bán trú phục vụ công tác giáo dục. Trong dịp hè này, huyện Ari tiếp tục triển khai một số công trình tại các trường học, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng trường học tại các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới như Côn Minh, Trần Phú và các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện. Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, huyện Ari đã rà soát các hạng mục cần đầu tư để tìm biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học môn tin học vào năm học tới. Từ đầu năm đến nay, huyện Ngân Sơn có gần 1.000 hộ dân được vay vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân được 56,5 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi là gần 700 hộ, xuất khẩu lao động 22 hộ và các đối tượng khác. Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngân Sơn đạt 288 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng so với đầu năm 2022. Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi đã kịp thời giúp đỡ các hộ dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo có vốn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế hộ, trong đó tập trung vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng. Từ đó từng bước giúp người dân thoát nghèo bền vững, ổn định kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn vừa đăng cai tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cụm Liên đoàn Lao động các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo. Các hoạt động trong tháng công nhân được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần chăm lo một cách toàn diện hơn đến công nhân viên chức lao động. Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được các đơn vị trong cụm thi đua thực hiện vượt chỉ tiêu giao. Thưa quý vị khán giả, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, thời gian qua, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã triển khai hiệu quả mô hình xây dựng tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Mô hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, qua đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hưởng ứng ngày lễ gia quân tình nguyện hè 2022, vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông đã tổ chức khánh thành và bàn giao tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn tại thôn Nà Ngàng, xã Quần Hà, huyện Bạch Thông. Tuyến đường được xây dựng với chiều dài 1 km, lắp đặt 20 bóng đèn, trồng hoa dọc hai bên đường. Từ hiệu quả mà mô hình đem lại đến nay, trên địa bàn xã đã triển khai xây dựng thêm hai tuyến đường tương tự. Đây cũng là cơ sở để huyện đoàn thực hiện mục tiêu mỗi xã xây dựng một tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn xã, trên địa bàn huyện xây dựng ít nhất mỗi xã là một tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Và đối với tuyến đường này thì chúng tôi cũng đảm bảo các cái tiêu chí, đó là bóng điện thắp sáng, rồi cây xanh, hoa, và các đồng chí đoàn viên cũng sẽ chăm bón cũng như là chăm sóc cái tuyến đường này để trở thành một cái tuyến đường điểm, để từ đó lan tỏa cái mô hình này ra thêm nhiều hơn nữa ở trên địa bàn xã. Với mục tiêu xây dựng 108 tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 40 tuyến đường cơ bản đáp ứng các tiêu chí,
Trong đó, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung, đó là phát huy vai trò của vườn ươm thanh niên để trồng và chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường, thường xuyên chỉnh trang, dọn vệ sinh, thu gom rác thải vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, lắp hệ thống đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, pano tuyên truyền nông thôn mới, hệ thống giá treo cờ dọc tuyến đường. Từ năm 2020 đến 2025, chúng tôi sẽ xây dựng 108 tuyến đường với đầy đủ các tiêu chí là sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Trong đó có một số cái tiêu chí chính mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn chúng tôi, đặc biệt là đoàn viên thanh niên các đơn vị sẽ chung tay thực hiện, đó là việc lắp bóng đèn thắp sáng tại các tuyến đường, trồng cây xanh các tuyến đường thanh niên, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại các tuyến đường. Đây là một trong những cái hoạt động hết sức là thiết thực để chúng tôi chung tay cùng với các địa phương xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy việc xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn là một cách làm phù hợp trong giai đoạn hiện nay cần được duy trì, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và văn minh trên mỗi tuyến đường. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh.